Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2641. Lúc này Đường Tuấn mới gật đầu, nói, được, vậy thì tôi đồng ý. Điều thực sự khiến Đường Tuấn hồi tâm chuyển ý không phải trung tâm y tế quận Đan Dương mà là càng lên bác sĩ cấp bậc châu và cấp bậc tổng bộ thì càng có nhiều sách có thể khiến anh hiểu rõ hơn đối toàn bộ các loại y thuật của thần quốc và những loại y thuật khác. Có lẽ có thể coi đây là bàn đạp để hiểu về mật tàng thần quân. Trên mặt Ôn Chính Sơ ngay lập tức lộ ra sự vui mừng, lấy ra một khối lệnh bài, nói. Đây là lệnh bài giảng viên cao cấp của trung tâm y tế, chỉ cần anh đến đó xác nhận một chút là có thể có hiệu lực. Đường Tuấn nhận lấy lệnh bài. Mấy người tiếp tục nói chuyện một hồi, Ôn Chính Sơ liền đứng dậy tạm biệt. Trung tâm y tế quận Đan Dương sắp khai giảng, anh ta thân là phó giám đốc, công việc tương đối bận rộn. Lần này cũng là trong lúc trăm công nghìn việc mà bớt thời giờ tới khám bệnh cho Hàn Dịch, bây giờ nếu không có việc gì nữa thì đương nhiên phải về. Ôn Chính Sơ trước khi đi mời Đường Tuấn đi cùng, Đường Tuấn nói mình còn có việc riêng phải xử lý nên chối từ, chờ xử lý xong sẽ đến trung tâm y tế quận Đan Dương. Ôn Chính Sơ cũng không cưỡng ép, cùng ngày đã rời đi. Đường Tuấn ở nhà họ Hàn nghỉ ngơi một ngày rồi chuẩn bị về thôn Thạch một chuyến. Anh chuẩn bị tạm biệt lão quý bọn họ bởi vì anh cũng không biết nếu đến trung tâm y tế thì bao lâu mới có thể trở về thôn Thạch một lần nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngày hôm sau, Đường Tuấn liền trở về thôn Thạch thôn. Đám người lão quý đã biết chuyện thôn Thạch được miễn trừ cung phụng trăm năm. Người trong thôn đều hoan hô nhảy nhót, sau khi biết được là bởi vì Đường Tuấn bọn họ càng trở nên vinh dự. Sau khi Đường Tuấn trở về thôn Thạch, người trong thôn lần lượt mang quà đến đều là một chút sơn hào hải vị, cũng không phải quá quá giá nhưng thể hiện tâm ý của bọn họ, Đường Tuấn không từ chối mà lần lượt nhận lấy. Đường Tuấn ở thôn Thạch 3 ngày, dùng từ hỏa linh chi trong hỏa hạc cốc chờ linh dược cải thiện thể chất của đám người lão quý. Lão quý đột phá đến hóa thần cảnh. Có một vị hóa thần cảnh trấn giữ thì có thể bảo đảm sự an toàn cho thôn Thạch. Sau 3 ngày lúc, Đường Tuấn đang chuẩn bị rời thôn Thạch đến trung tâm y tế quận Đan Dương. Đúng lúc này, anh nhận được tin của Hàn Hạo. Sau khi biết Đường Tuấn vẫn chưa đến trung tâm y tế, giọng điệu Hàn Hạo lộ ra ý vui mừng. Bác sĩ Đường, tôi có một e gái cũng đang học ở trung tâm y tế. Anh lần đầu tiên đến đó, tất nhiên sẽ có rất nhiều điều không quen thuộc. Tôi để cô ấy đi trước anh, nếu anh có chuyện gì cứ nói với cô ấy là được. Sau khi Đường Tuấn nghe xong, không khỏi có chút không nói nên lời. Xem ra nhà họ Hàn đang mượn cơ hội này để lôi kéo mình. Hàn Hạo thấy Đường Tuấn chưa trả lời, chạy nhanh giải thích nói, bác sĩ Đường đừng hiểu lầm. Tôi cũng không có ý gì khác, dựa vào năng lực của anh thì đương nhiên là em gái ta không xứng. Tôi chỉ là muốn vì bác sĩ Đường bỏ ra một chút sức mỏng manh mà thôi. Anh ta đã nói như vậy, Đường Tuấn cũng không tiện nói thêm gì nữa chỉ có thể đồng ý. Chờ giao tiếp với Đường Tuấn xong Hàn Hạo lập tức nói với người làm trong nhà, gọi Tâm Tâm tới đây cho tôi. Chương 2642. Một lát sau, một cô gái có dung mạo xinh đẹp, làn da trắng như ngọc đi vào phòng khách của nhà họ Hàn. Cô ta vừa đi vào đã nói, anh hai, bác cả mới vừa xác định anh là người được chọn làm gia chủ tiếp theo, anh không phải là vô cùng bận rộn sao? Sao lại có thời gian tìm gặp em? Hàn Hạo cười khổ nói, Tâm Tâm, em đừng mỉa mai anh. Cô gái này tên là Hàn Tâm Tâm là con gái của chú họ của anh ta, tài năng y đạo không tồi, mấy năm trước được đưa vào trung tâm y tế quận Đan Dương để học tập. Hàn Tâm Tâm khẽ cười một tiếng, nói, anh hai, anh tìm em rốt cuộc có chuyện gì? Hiện giờ Hàn Hạo sắp tiếp quản nhà họ Hàn Hàn nên cô ta cũng không dám nói đùa quá mức. Hàn Hạo nói, biết em sắp đến trung tâm y tế nên muốn nhờ em một chuyện. Anh có một người bạn vừa hay cũng có việc cũng phải đến trung tâm y tế quận Đan Dương làm việc, đây là lần đầu tiên anh ấy đến đó cho nên anh muốn nhờ em chăm sóc giúp đỡ một chút. Hàn Tâm Tâm cười nói, đây là chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Hàn Tâm Tâm em cũng có chút tiếng nói ở trung tâm y tế quận Đan Dương, người bạn đó ở đâu bảo người đó đến đây đi. Hàn Hạo nói, anh ta ở thôn Thạch. Vừa hay trên đường em đến trung tâm y tế, em cũng tiện đường đón anh ta. Thôn Thạch, đó là chỗ nào vậy? Hàn Tâm Tâm nhăn mày lại, cô ta có chút xa lạ đối với chỗ này. Hàn Hạo giải thích nói, đó là một thôn xóm trong phạm vi quản lý của nhà họ Hàn chúng ta. Anh ta nhìn biểu cảm của Hàn Tâm Tâm, trịnh trọng nói, tuy rằng anh ta xuất thân ở thôn Thạch nhưng thân phận lại rất không tầm thường thường, chờ khi em đến quận Đan Dương thì sẽ đã biết cho nên em đừng có bày ra cái tính tình cô chủ đó. Hàn Tâm Tâm nghe vậy, khua tay, nói, em biết rồi.
Trong lòng lại thầm nghĩ, thôn xóm trong phạm vi quản lý của nhà họ Hàn mà lại có thân phận rất cao. Mình chính là cô chủ của nhà họ Hàn. Thấy biểu cảm của Hàn Tâm Tâm, làm sao Hàn Hạo không biết tâm tư của cô ta, chỉ có thể thầm thở dài một tiếng. Bất luận là Đường Tuấn chữa khỏi cho Hàn Dịch hay là anh trở thành giảng viên cao cấp của trung tâm y tế thì hai chuyện này tạm thời đều không thể nói cho cái miệng rộng Hàn Tâm Tâm này. Nếu không e rằng Đường Tuấn sẽ không thể rời khỏi thôn Thạch, không biết bao nhiêu người sẽ đến đó chặn anh lại. Tâm Tâm, anh nói thật, thân phận và bản lĩnh của Đường Tuấn đều không phải thứ em có thể tưởng tượng được. Dọc theo đường đi, em hãy cố gắng tạo quan hệ tốt với anh ta thì sẽ có lợi cho tương lai của em. Cuối cùng Hàn Hạo cũng chỉ có thể nói như vậy. Hàn Tâm Tâm gật đầu đồng ý, nói em biết rồi anh hai. Nếu không có chuyện gì khác thì em đi trước đây. Chương 2643. Nói xong, cô ta liền đi ra khỏi phòng, biểu cảm trên mặt dần dần trở nên lạnh băng, nắm tay nắm đấm, thầm nghĩ, anh hai, anh đã muốn làm mối cho mình một tên nghèo hèn ở thôn Thạch. Yên tâm, mình sẽ làm rõ khoảng cách giữa mình với anh ta căn bản không xứng với mình. Hơn nữa mình cũng đã có người mình thích rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu cô ta hiện lên một gương mặt tuấn tú, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Sau khi nhận được tin của Hàn Hạo, Đường Tuấn ở lại thôn Thạch TTU hành nửa ngày sau, một tiếng khẽ kêu ở ngoài thôn Thạch, Đường Tuấn, cô chủ tới đón anh. Thôn Thạch bị kinh động, Đường Tuấn rời khỏi trạng thái tu luyện đi cùng một đám thôn dân đi ra cửa thôn. Ở cửa thôn, một cô gái mặc chiếc váy dài màu đỏ, dáng người thướt tha, vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp đang ngồi ở hai cánh phía sau, chân dẫm lên ngọn lửa trên người sư tử. Lúc này cô ta từ trên cao nhìn xuống xem xét người dân thôn Thạch và Đường Tuấn. Đây là sư tử cánh lửa của cảnh giới Nguyễn Anh. Các thôn dân thường xuyên săn thú nên rất hiểu về yêu thú, liếc mắt một cái liền phân biệt được phòng ốc lớn nhỏ của sinh vật trước mắt. Sư tử cánh lửa là loại yêu thú bay tính cách hung tàn rất khó thuần phục. Cô gái này đương nhiên là Hàn Tâm Tâm, cô ta ngồi trên lưng sư tử cánh lửa, nhìn xuống người phía dưới, trong đáy mắt hiện lên một sự khinh thường và chán ghét. Nơi quỷ quái hoang vu hẻo lánh như thế này, nếu không phải Hàn Hạo yêu cầu thì cả đời cô cũng sẽ không tới đây. Ai là Đường Tuấn, anh hai tôi là Hàn Hạo. Hàn Tâm Tâm lạnh lùng nói. Đường Tuấn đứng ra, nói tôi chính là Đường Tuấn. Hàn Tâm Tâm liếc nhìn Đường Tuấn một cái, trong lòng nhanh chóng đưa ra một cái kết luận, diện mạo bình thường, tu vi bình thường, xuất thân thấp kém. Mắt nhìn của anh hai như thế nào mà luôn tác hợp cho miền Nga? Nền này đến từ muốn tác hợp cho mình và anh ta quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, tên này đến tư cách làm tùy tùng cho anh Huyền Bạch cũng không có. Trong lòng Hàn Tâm Tâm thậm chí có chút tức giận, rất bất mãn với quyết định của Hàn Hạo. Huyền Bạch là nhân vật làm mưa làm gió trong giới bác sĩ trẻ tuổi là người Hàn Tâm Tâm thích. Kiềm chế lại sự giận dữ trong lòng, cô ta nói với Đường Tuấn, tự mình lên đi. Đồng thời cô ta khởi động tâm niệm thân dưới của sư tử cảnh lửa, đợi lát nữa giáo huấn anh ta một chút. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, tôi sẽ khiến anh biết khó mà lui, như vậy anh hai cũng sẽ không nói gì chứ. Thân dưới của sư tử bánh lửa nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, đôi mắt tựa như đèn lồng lập lòe phát ra ánh sáng hung hãn. Đường Tuấn tạm biệt người trong thôn và đám người lão quý, lúc này mới đi về phía sư tử cánh lửa. Khi anh tới gần đó, bỗng nhiên sư tử cánh lửa động đậy. Lòng bàn chân ngọn lửa trương to lên, há miệng rộng cắn về phía anh. Hàn Tâm Tâm ra vẻ kinh ngạc, kêu lên, sư tử cánh lửa mất khống chế rồi. Chương 2644. Vốn dĩ cô ta cho rằng chắc chắn Đường Tuấn sẽ sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, kinh hoàng chạy trốn, không ngờ Đường Tuấn thần sắc cũng không thay đổi, cũng chưa hề động đậy nói với sư tử cánh lửa, dừng lại. Hàn Tâm Tâm không cấm cười nhạo một tiếng, sư tử cánh lửa nổi tiếng hung tàn. Cô ta cũng chỉ vừa thuần phục không bao lâu, cũng không thể khiến nó nghe lời như vậy. Ai biết ý niệm mới vừa mới xoẹt qua trong lòng cô ta chợt lóe, vốn sư tử cánh lửa đã bắt đầu khởi động nhưng thật sự ngừng lại, thân hình to lớn run nhẹ nhẹ. Nằm sấp xuống Đường Tuấn lại nói một lần nữa. Sư tử cánh lửa lại nằm sấp xuống và có biểu cảm lấy lòng. Lúc này Đường Tuấn mới nhảy lên trên lưng nó rồi vỗ vỗ nói với Hàn Tâm Tâm, sư tử cánh lửa này vẫn còn rất ngoan ngoãn. Lúc này thiếu chút nữa là cô ta đã khóc. Nghĩ đi nghĩ lại lúc trước vì thuần phục sư tử cánh lửa mà cô ta đã bị cháy hỏng bao nhiêu bộ quần áo, bị cắn bị thương bao nhiêu lần, mới có thể khiến nó miễn cưỡng nghe. Nhìn lại bộ dạng như chó sù của sư tử cánh lửa trước mặt Đường Tuấn khiến Hàn Tâm Tâm vô cùng chua xót. Sư tử cánh lửa cũng rất ấm ức,
vừa rồi khi nó muốn dạy dỗ Đường Tuấn một chút lại cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ người anh khiến nó đến động cũng không dám động. Cảm nhận của yêu thú vốn rất nhanh nhạy, rõ ràng sư tử cánh lửa cảm nhận được luồng khí tức kia có thể dễ dàng giết chết nó. Khí tức rất mạnh. Sau khi Hàn Tâm Tâm nhận được ý nghĩ mà sư tử cánh lửa truyền đến thì không khỏi nhíu mày, có thể khiến sư tử cánh lửa sinh ra loại cảm giác này, ít nhất cũng phải là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao thậm chí là tu vi hóa thần cảnh. Cô ta yên lặng nhìn về phía Đường Tuấn, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này là cao thủ hóa thần cảnh ẩn giấu. Hiện giờ Đường Tuấn thu khí tức lại, Hàn Tâm Tâm mới là tu vi cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đương nhiên không thể cảm ứng được độ mạnh trong khí tức của anh. Áp những nghi ngờ trong lòng xuống. Hàn Tâm Tâm âm thầm lắc đầu, nói, cho dù anh là hóa thần cảnh như thế nào, đáng tiếc thân phận của anh đặt ở nơi này, đừng nói là so sánh với anh Huyền Bạch mà ngay cả so với nhà họ Hàn chúng tôi còn kém hơn rất nhiều. Đi thôi. Nghĩ thông suốt những điều này, trên mặt Hàn Tâm Tâm lại khôi phục biểu cảm lạnh lùng. Đường Tuấn vẫy tay tạm biệt lão quý và người trong thôn rồi khi sư tử cánh lửa bay thẳng đến trời cao thì anh mới thu hồi tầm mắt. Anh đến quận Đan Dương một mình sao? Hàn Tâm Tâm nhíu mày một cái, đột nhiên hỏi, Đường Tuấn gật gật đầu. Hàn Tâm Tâm lắc đầu, nói, từ thôn Thạch đến quận Đan Dương, nếu không có yêu thú để bay đi cho dù là hóa thần cảnh cũng phải đi nửa tháng, anh thật đúng là lợi hại. Đường Tuấn nói, vốn dĩ tôi đã định ngồi yêu thú bay đi. Nếu không phải Hàn Hạo đưa tin cho anh thì anh đã sớm cưỡi cửu viên hỏa hạc đến quận Đan Dương rồi. Chương 2645, Tâm Tâm, sao đến bây giờ cô mới đến? Hàn Tâm Tâm nói, anh cũng thật biết tính toán, biết tôi có sư tử cánh lửa, cố ý tìm anh hai tôi, mượn có tiếp cận tôi. Nhưng tôi nói cho anh biết tôi không có hứng thú với anh, có lẽ anh có chút bản lĩnh, nhưng so với những người mà tôi quen biết thì anh còn kém xa. Nói xong, Hàn Tâm Tâm không hề để ý tới Đường Tuấn. Đường Tuấn không khỏi bất ngờ, e rằng nha đầu này đã hiểu lầm điều gì rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta anh cũng lười giải thích. Sư tử cánh lửa tuy rằng chỉ có cảnh giới nguyên anh nhưng tốc độ bay cũng không tồi, chỉ cần đến thời gian 2 ngày đã tới quận Đan Dương. Quận Đan Dương không thể so sánh với Chu Tước nhưng cũng rất phồn hoa. Đường Tuấn đi theo Hàn Tâm Tâm vào trong quận Đan Dương. Sư tử cánh lửa khổng lồ đã biến hóa thành một con mèo được cô ta ôm vào lòng, hạnh phúc đến nheo mắt lại. Nơi này chính là quận Đan Dương, anh muốn đến trung tâm y tế làm chuyện gì thì mau nói với tôi. Sau khi giúp anh thì tôi cũng có chuyện phải làm không rảnh dây dưa với anh quá lâu. Hàn Tâm Tâm lạnh lùng nói. Đường Tuấn nói, tôi muốn đến trung tâm y tế để xác định làm giảng viên, cô cứ nói cho ta đường đến đó như thế nào là được rồi. Tuy Ôn Chính Sơ cho anh lệnh bài, nhưng trước khi lệnh bài được kích hoạt thì anh cũng chưa được coi là giảng viên của trung tâm tế cho nên trước hết cần đến để xác nhận kích hoạt lệnh bài. Xác nhận giảng viên, vậy thì đơn giản. Hàn Tâm Tâm thuận miệng nói. Nói đến nửa câu đột nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn nói, anh nói cái gì? Anh muốn xác nhận làm giảng viên sao? Đường Tuấn gật đầu nói, đúng vậy, có vấn đề gì không? Hàn Tâm Tâm nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ châm chọc không chút che giấu, nói, Đường Tuấn, tôi vốn tưởng rằng anh xuất thân từ thôn Thạch, tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng ít nhất cũng thành thật. Không nghĩ tới anh vì để cho tôi liếc mắt một cái, lại có thể nói ra loại lời nói dối thái quá này. Đường Tuấn nói, tôi không hiểu cô đang nói gì. Hàn Tâm Tâm cười lạnh một tiếng, nói, vậy tôi sẽ nói cho anh rõ. Nếu như là người khác, có thể sẽ thực sự bị anh hù dọa. Nhưng một trong những công việc của tôi trong phòng khám bác sĩ là phụ trách nhận định của giảng viên, tên của các giảng viên trong năm học mới tôi đã thuộc lòng, nhưng không có tên của anh. Bây giờ anh có dám nói rằng anh là một giảng viên của phòng khám bác sĩ không? Đường Tuấn nói, tôi đích thực là giảng viên của phòng bác sĩ. Là Ôn Chính Sơ nhờ tôi đến. Hoang đường, phó giám đốc Ôn phó là ai, làm sao anh có thể biết anh ấy? Hàn Tâm Tâm trực tiếp quát ngắt lời Đường Tuấn, nói, để thu hút sự chú ý của tôi, thủ đoạn này của anh tôi đã thấy rất nhiều rồi. Ngay khi bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, một giọng nói mềm mại bỗng nhiên vang lên, Tâm Tâm, sao đến bây giờ cô mới đến? Một luồng gió thơm ập tới. Một cô gái trẻ dáng người nóng bỏng kéo cánh tay Hàn Tâm Tâm, chỗ cao vút không ngừng cọ trên cánh tay. Nhìn thấy người này, trên mặt Hàn Tâm Tâm lộ ra một nụ cười, hô, Trương Kỳ, sao cô lại ở đây? Chương 2646, tôi sắp phiền chết đi được. Trương Kỳ lườm Hàn Tâm Tâm một cái, nói, còn không phải vì cô sao? Cô không đến,
người ta nhàm chán muốn chết, đành phải đi ra ngoài dạo một vòng. Gã này là ai? Khi Trương Kỳ nói chuyện, ánh mắt đánh giá Đường Tuấn bên cạnh Hàn Tâm Tâm. Nụ cười của Hàn Tâm Tâm nhất thời thu liếm, dùng cách truyền âm đem sự tình nói cho Trương Kỳ. Trương Kỳ véo thịt mềm bên hông Hàn Tâm Tâm một chút, thấp giọng cười nói, xem ra sức hấp dẫn của Hàn Tâm Tâm không giảm nha, tuy rằng thủ đoạn của người này có chút ngu ngốc, nhưng cũng là người theo đuổi cô. Hàn Tâm Tâm nói, tôi sắp phiền chết đi được. Trương Kỳ truyền âm nói, tôi có biện pháp để cho anh ta biết khó mà lui, chẳng qua cô phải nghe tôi. Hàn Tâm Tâm do dự một chút, rồi đáp ứng. Trương Kỳ lúc này nói với Đường Tuấn, anh tới đây tiến hành nhận định của giảng viên đúng không? Đường Tuấn gật đầu. Trương Kỳ nói, vậy vừa vặn, người của văn phòng chứng nhận giảng viên đều là người quen của tôi dẫn anh qua đi. Trương Kỳ, cô muốn làm gì? Hàn Tâm Tâm giữ chặt Trương Kỳ. Biết rõ Đường Tuấn không phải giảng viên, còn bảo anh ta đi chứng nhận giảng viên, đó không phải là muốn làm cho anh ta xấu hổ sao? Dù sao cũng là bằng hữu do anh hai cô ủy thác, Hàn Tâm Tâm cũng không muốn khiến đối phương không xuống đài được. Trương Kỳ truyền âm nói, Hàn Tâm Tâm, tôi biết cô là người mềm lòng. Nhưng loại chuyện này nhất định phải ngăn chặn, bằng không về sau cô không phải sẽ bị bọn họ phiền chết sao? Tuy rằng làm như vậy quả thật sẽ làm cho anh ta mất mặt, nhưng cũng có thể làm cho anh ta biết khó mà lui, ít nhất về sau cũng không dám thay đổi cách tìm cô nữa. Vạn nhất bị Huyền Bạch nhìn thấy cảnh tượng cô cùng anh ta đi cùng một chỗ, vậy Huyền Bạch sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Tâm Tâm nhướng mày, nắm chặt tay, truyền âm nói, được, cứ làm theo lời cô nói. So với Huyền Bạch, làm cho Đường Tuấn mất mặt một chút có tính là cái gì? Đường Tuấn đương nhiên không biết tính toán của hai người, nhưng nếu các cô ấy đã nguyện ý dẫn đường, vậy tất nhiên anh sẽ không cự tuyệt. Trên đường đi đến phòng bác sĩ, Trương Kỳ bỗng nhiên nói, Tâm Tâm, cô có nghe nói không? Phó giám đốc Ôn thực sự sẽ bắt đầu các lớp học trong năm học này, đến lúc đó tôi nhất định phải báo danh. Trên mặt Hàn Tâm Tâm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Phó giám đốc Ôn chính là bác sĩ đứng thứ 3 trong phòng bác sĩ quận Đan Dương chúng ta. Nếu anh ấy mở lớp, khẳng định rất nổi, đến lúc đó không biết có thể báo danh hay không. Nhân tiện, khóa học lần này anh ấy sẽ mở ra tên là gì? Giống như cô và Trương Kỳ, đều chỉ có thể xem như học việc của trung tâm y tế. Chương 2647, lấy lệnh bài giảng viên của anh ra đi. Mà Ôn Chính Sơ là phó giám đốc của trung tâm y tế, cho dù là y thuật hay địa vị đều chênh lệch quá lớn. Trương Kỳ suy nghĩ một lát, nói, hình như là về phẫu thuật chẩn đoán khí. Tôi nghe nói một thời gian trước đây bác sĩ Ôn đã đi ra ngoài và gặp một bác sĩ rất tốt. Bác sĩ Ôn đã học được phẫu thuật chẩn đoán khí từ người đàn ông đó. Phẫu thuật chẩn đoán khí. Hàn Tâm Tâm nghiêm túc lộ ra vẻ kinh hỉ. Đây chính là thủ đoạn y thuật rất cao minh. Nếu có thể học được, đối với việc thăng tiến y thuật của cô ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Vừa nghĩ đến những chuyện này, Hàn Tâm Tâm có chút kích động. Trương Kỳ và Hàn Tâm Tâm đều mang vẻ mặt chờ mong, giống như đã quên Đường Tuấn. Đường Tuấn ở phía sau hai người nghe đến đó, thầm nghĩ, xem ra Ôn Chính Sơ cũng không có ý định giấu kín. Sau khi anh truyền kỹ thuật chẩn đoán khí cho Ôn Chính Sơ cũng không cần truyền thụ cho những người khác, sau này trở thành kỹ nghệ độc quyền của mình. Nhưng Ôn Chính Sơ lại không làm như vậy. Hai cô gái dọc đường đi nói chuyện phiếm, Đường Tuấn cũng không cảm thấy nhàm chán. Rất nhanh tiến vào phòng bác sĩ, đi tới nơi chứng nhận giảng viên. Ba người tiến vào một tòa nhà nhỏ, Trương Kỳ chỉ vào một cửa sổ xếp hàng rất nhiều người trong đại sảnh, nói, đó chính là nơi chứng nhận giảng viên N, ngoại trừ chứng nhận giảng viên ra, cũng là nơi sắp xếp nhiệm vụ cho học sinh. Hàn Tâm Tâm nói, rất nhiều người, chỉ sợ phải xếp hàng thật lâu. Trương Kỳ vỗ ngực một cái, nói, chỗ Trương Kỳ tôi ở, còn phải xếp hàng sao? Nói xong, Trương Kỳ đi tới trước đội ngũ, nói với người xếp hàng, bên tôi có một giảng viên muốn tiến hành nhận định, để anh ta đến trước được không? Người xếp hàng đều nhận ra Trương Kỳ, nhao nhao lắc đầu tỏ vẻ không có ý kiến. Nhưng khi nhìn thấy Đường Tuấn, mỗi người đều không khỏi nhíu mày, có vài người nói thầm, người này là ai vậy? Các giảng viên trong phòng bác sĩ của chúng tôi dường như không có người đàn ông này. Hàn Tâm Tâm thấy sự tình càng lúc càng nghiêm trọng. Nói với Đường Tuấn, nếu không hôm khác anh lại đến nhận định. Nếu trước mặt nhiều người như vậy làm Đường Tuấn mất mặt,
cô ta cũng sợ Đường Tuấn không tiếp nhận được. Đường Tuấn nói, không cần, hôm nay nhận định là được rồi, tiết kiệm được nhiều hơn một chuyến. Đúng vậy. Trương Kỳ cười giảo hoạt với Hàn Tâm Tâm, hiển nhiên vừa rồi là cố ý hô một câu như vậy. Cô ta đưa tay nói với Đường Tuấn, lấy lệnh bài giảng viên của anh ra đi. Hàn Tâm Tâm nhất thời khẩn trương, bất mãn nhìn Đường Tuấn. Chương 2648, giám định như vậy xem như xong rồi hả? Cô chớp chớp mắt với Hàn Tâm Tâm, giống như đang nói, nhìn kìa, giải quyết một phiền toái cho cô, chuẩn bị cảm ơn tôi như thế nào đi. Trương Kỳ đưa lệnh bài cho nhân viên văn phòng cửa sổ, nhân viên văn phòng đem lệnh bài bỏ vào trong một pháp trận nhỏ. Nhất thời pháp trận tản ra một chùm ánh sáng, mấy chữ lớn chiếu ra trong ánh sáng đó, giảng viên cao cấp Đường Tuấn. Trương Kỳ nhìn mấy chữ này, tươi cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Toàn trường lặng như tờ. Anh ta vậy mà thật sự là giảng viên, hơn nữa còn là giảng viên cao cấp. Đầu của Hàn Tâm Tâm giống như bị va đập mạnh mẽ một phát, trong đầu ầm ầm vang vọng, cô ta vẫn không thể tin được. Anh ta làm sao lại là giảng viên cao cấp chứ? Dáng vẻ của Trương Kỳ cũng hồn bay phách lạc. Phải biết giảng viên cao cấp của học viện cũng chỉ có vài vị trí mà thôi, cho dù địa vị nào trong quận Đan Dương cũng vô cùng kính trọng, cho dù gia chủ của thế gia cũng phải tiếp đãi rất long trọng. Những giảng viên cao cấp này gần như đều cỡ tuổi trung niên trở lên, nào có một Đường Tuấn trẻ tuổi như vậy. Những người khác trong sảnh lớn cũng sửng sốt, dáng vẻ như thấy quỷ. Lệnh bài nhận dạng là trung tâm y tế trụ sở chính chế tác, không liên quan tới hơi thở chủ nhân, gần như không có khả năng làm giả. Cho nên bọn họ cũng không hoài nghi đó là đồ thật hay giả. Giám định như vậy xem như xong rồi hả? Lúc mọi người ở đây bất giác khiếp sợ, giọng nói bình tĩnh của Đường Tuấn vang lên trong sảnh lớn. Trước cửa sổ, nhân viên phục vụ phụ trách giám định kia vội vàng lấy lệnh bài từ trong trận pháp ra rồi cung kính đưa cho Đường Tuấn nói, đã xong rồi. Đường Tuấn nhận lấy lệnh bài. Nhân viên phục vụ kia nói tiếp, bởi vì bác sĩ Đường là giảng viên cao cấp, cho nên trung tâm y tế chúng tôi đặc biệt sắp xếp một sân nhỏ cho anh, tạm thời anh có thể ở đó. Dựa vào lệnh bài trong tay là có thể mở trận pháp của sân nhỏ ra. Đường Tuấn nở nụ cười, xem ra vấn đề ở trọ cũng đã giải quyết. Làm phiền hai vị sư tỷ dẫn đường cho bác sĩ Đường. Nhân viên phục vụ nói với Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều cảm thấy khuôn mặt có hơi nóng. Bọn họ vốn dĩ muốn thấy Đường Tuấn bị sỉ nhục, nhưng không ngờ bây giờ ngược lại bọn họ lại trở nên lúng túng, thậm chí còn phải dẫn đường cho Đường Tuấn. Có điều hai người bọn họ lúc này lại hận không thể nhanh chóng chạy khỏi đây, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bọn họ nhanh chóng mang theo Đường Tuấn rời khỏi. Chương 2649, ai nói tôi không có vật cưỡi yêu thú? Chờ sau khi ba người rời khỏi, trong sảnh lớn bỗng nhiên có một tràng âm thanh ồn ào vang lên. Trung tâm y tế chúng ta lại có thêm một vị giảng viên cao cấp, đây là chuyện lớn. Không biết y thuật của anh ta thế nào, dạy môn học gì. Vị giảng viên cao cấp này trông dáng vẻ là được mời từ bên ngoài kéo thẳng vào lớp cao cấp, chỉ sợ rất nhiều giáo viên và học sinh đều sẽ có ý kiến. Tôi ngược lại rất chờ mong, tôi muốn xem thử bản lĩnh của vị giảng viên mới này, là sâu hay rồng lập tức sẽ rõ thôi. Mà hai người Hàn Tâm Tâm lúc này đang mang Đường Tuấn đến nơi ở. Dọc theo đường đi, đôi mắt xinh đẹp của Hàn Tâm Tâm liên tục nhìn Đường Tuấn, không ngờ tới anh lại là giảng viên cao cấp của trung tâm y tế chúng tôi. Đường Tuấn gật đầu, suy nghĩ của hai cô bé sao anh không biết chứ, chỉ là anh lười tính toán mà thôi. Trương Kỳ lườm anh rồi thầm nói, giảng viên cao cấp có gì đặc biệt? Hàn Tâm Tâm không khỏi kéo Trương Kỳ. Người phụ nữ này hiển nhiên vẫn đang cảm thấy xấu hổ vì việc mất mặt vừa nãy. Giảng viên cao cấp trong trung tâm y tế chỉ đứng sau giám đốc và phó giám đốc, có vài bác sĩ trong trung tâm y tế đợi hơn nửa đời người cũng không thể lên chức giảng viên cao cấp. Giảng viên cao cấp trẻ tuổi như Đường Tuấn đây ở trong trung tâm y tế quận Đan Dương càng gần như không hề tồn tại. Nếu như vậy cũng không tính là ghê gớm, vậy cái gọi là sinh viên tài cao trung tâm y tế của hai người bọn họ không phải càng vô dụng. Phải biết bọn họ chỉ nhỏ hơn Đường Tuấn vài tuổi mà thôi. Ba người rất nhanh đã đi tới một nhóm sân, cách đó không xa có một sân bố trí trận pháp bên ngoài, nhìn vô cùng tinh xảo, Hàn Tâm Tâm giới thiệu, đây là nơi ở của những giảng viên trung tâm y tế,
bởi vì không gian có hạn, cho nên phần lớn nơi ở của giảng viên đều khá nhỏ. Chẳng qua anh là giảng viên cao cấp nên nơi ở có lẽ vẫn tạm được. Ba người nhanh chóng đi vào trong sân, diện tích lớn hơn gấp 5-6 lần so với ngoài sân, không chỉ có phòng nghiên cứu riêng, còn có một sân sau đặc biệt lớn. Anh nhìn thấy dáng vẻ ước ao của hai cô bé. Anh cũng không có vật cưỡi yêu thú, sân sau lớn như vậy cho anh cũng lãng phí. Trương Kỳ tức giận bất bình chỉ vào sân sau to lớn. Tuy rằng cô ta cũng là con cháu thế gia, nhưng muốn có một sân lớn như thế trong trung tâm y tế là điều gần như không thể, mà Đường Tuấn mới đến đã có được nên khiến cho cô ta đỏ mắt một phen. Thế nên cô ta bèn nghĩ tất cả biện pháp để đả kích Đường Tuấn nhằm an ủi mình một chút. Cô ta biết Đường Tuấn cưỡi sư tử cánh lửa của Hàn Tâm Tâm tới quận Đan Dương, vậy nên cô ta đương nhiên cho rằng Đường Tuấn không có vật cưỡi yêu thú. Ai biết cô ta mới vừa nói xong thì Đường Tuấn lập tức nói, ai nói tôi không có vật cưỡi yêu thú. Trương Kỳ ngẩn ra, cô ta nhếch miệng nở nụ cười, vậy anh gọi ra để chúng tôi xem đi. Anh thân là giảng viên cao cấp nếu như ngay cả vật cưỡi yêu thú cũng không có thì đúng là mất mặt đó. Hàn Tâm Tâm thấy thế cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Chương 2650, đợi một thời gian nữa mày hãy đi cùng tao. Lòng quyết tâm phân định thắng thua của Trương Kỳ không khỏi nặng quá. Có điều Đường Tuấn cũng thật là, rõ ràng anh không có vật cưỡi, anh còn tranh luận với Trương Kỳ làm gì. Suy nghĩ trong đầu Đường Tuấn chợt lóe lên, anh gọi ra cửu viêm hỏa hạc, sau đó nói với Trương Kỳ, nó lập tức tới ngay. Trương Kỳ nhìn cái sân trống rỗng, không khỏi cười nhạo, nó ở đâu? Cô ta vừa dứt lời, sân trong bỗng nhiên bị bóng tối bao phủ. Trương Kỳ không khỏi ngẩng đầu lên, sau đó toàn thân cứng ngắt, cô ta chỉ nhìn thấy một con hạc khổng lồ có lông chim màu đỏ thắm, nó dang rộng đôi cánh gần 33 mét bay tới nơi này. Cửu viêm hỏa hạc vẫn chưa đáp xuống, uy thế mơ hồ đã tràn ngập khắp bầu trời, sư tử cánh lửa trong lòng Hàn Tâm Tâm run lẩy bẩy, nó có vẻ rất sợ hãi. Ầm một tiếng, cửu viêm hỏa hạc đáp xuống sân. Nó biến hóa thân hình, thu nhỏ lại thành dáng vẻ chỉ cao bằng một con người, dùng mỏ chim hạc sắc bén thân thiết cọ qua cánh tay Đường Tuấn. Vật cưỡi yêu thú cảnh giới hóa thần. Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ há hốc miệng, ánh mắt khiếp sợ. Đặc biệt là Hàn Tâm Tâm, trong lòng cô ta càng nhấc lên cơn sóng dữ, cô ta không khỏi nhớ tới lời Hàn Hạo nói với mình. Giảng viên cao cấp trung tâm y tế, vật cưỡi yêu thú cảnh giới hóa thần. Đây chính là thân phận rất không bình thường Hàn Hạo đã nói sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hàn Tâm Tâm vốn dĩ không tin một tên bước chân từ trong thôn thạch đó ra có thể có được những thứ này. Lúc trước quả thật tôi đã coi thường anh, có điều cho dù anh nắm giữ những thứ này, tôi cũng sẽ không thích anh, người tôi thích là anh Huyền Bạch. Anh và anh hai tôi hãy dẹp suy nghĩ đó đi. Tâm trạng Hàn Tâm Tâm đã khá bình tĩnh một chút, sau đó cô ta vô cảm nhìn Đường Tuấn rồi chậm rãi nói. Cô ta nói xong còn không cho Đường Tuấn cơ hội nói chuyện, trực tiếp kéo Trương Kỳ đi thẳng ra ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Đường Tuấn. Đường Tuấn không còn gì để nói nữa, trông có vẻ Hàn Tâm Tâm đã hiểu lầm rồi. Anh sờ đầu cửu viêm hỏa hạc nói, đợi một thời gian nữa mày hãy đi cùng tao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2650.